Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thầy thuốc tư vấn sức khỏe của trường Cao đẳng Y dược Pasteur. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage Tin tức Y tế Việt Nam. Và đến với chương trình này thì quý vị và các bạn sẽ được những khách mời, chuyên gia của trường Cao đẳng Y dược Pasteur tư vấn giải đáp những thắc mắc liên quan đến sức khỏe. Vì vậy, nếu mà quý vị và các bạn có bất kỳ những băn khoăn, những câu hỏi nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay là bệnh lupus ban đỏ, thì xin mời quý vị và các bạn hãy đặt câu hỏi ở bên dưới video đang phát trực tiếp này để chuyên gia khách mời của chúng tôi sẽ được giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và thưa quý vị và các bạn, bệnh lupus ban đỏ là một căn bệnh thì nghe tên có vẻ là còn khá là xa lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên thì đây là một căn bệnh lại vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ rút ngắn thời gian sống của người bệnh và thậm chí là có thể gây tử vong với những người mắc phải. Như vậy thì căn bệnh lupus ban đỏ này là gì và tại sao nó lại nguy hiểm đến như thế? Thì trong chương trình Thầy thuốc tư vấn sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như là giải đáp những băn khoăn thắc mắc của các quý vị và các bạn. Và đồng hành trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được giới thiệu cô Đặng Thị Diệu, giảng viên trường Cao đẳng Y dược Pasteur. Chào MC Minh Quân và các bạn khán giả. Hôm nay tôi rất là vui vì được đồng hành cùng các bạn để giải đáp các thắc mắc về căn bệnh lupus ban đỏ. Và trước khi bắt đầu vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi một clip của chương trình. Lupus ban đỏ hệ thống là vấn đề toàn cầu, với hàng triệu người mới mắc hàng năm trên thế giới, nhưng xã hội còn ít biết đến sự tồn tại của nó. Theo nghiên cứu của Hội Lupus Mỹ, hiện nay nước này có khoảng 2 triệu người bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Số người chết do bệnh tăng từ 879 năm 1979 lên 1046 năm 2002 và 40% bệnh nhân đã phải nghỉ việc. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân lupus ban đỏ đã giảm trong vài thập kỷ qua, tuy nhiên tỷ lệ này hiện nay vẫn là cao. Trước năm 1955, tỷ lệ sống của người bệnh lupus ban đỏ trong 5 năm ít hơn 50%. Hiện nay, tỷ lệ sống của bệnh nhân trung bình là 10 năm, vượt quá 90% và tỷ lệ sống trong 15 năm là khoảng 80%. Trước đây, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người bệnh lupus ban đỏ là do bệnh cũng như các biến chứng của bệnh. Hiện nay, tỷ lệ tử vong thường do các tác dụng phụ của thuốc như nhiễm trùng gây tử vong ở bệnh nhân điều trị các thuốc ức chế miễn dịch mạnh hoặc tổn thương ở tim mạch. Ở Việt Nam, theo nghiên cứu của Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, nơi chủ yếu tiếp nhận điều trị bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống ở các tỉnh phía Bắc, bệnh nhân mắc bệnh này vào điều trị tại trung tâm luôn chiếm số lượng đông nhất với 400 đến 500 người mỗi năm, chiếm hơn 1/3 tổng số bệnh nhân điều trị nội trú. Thưa cô, thì qua đoạn video vừa rồi chúng ta có thể thấy được lupus ban đỏ là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm phải không ạ? Vâng. Nhưng mà có vẻ như là những cái hiểu biết của mọi người về căn bệnh này thì vẫn chưa được nhiều lắm. Thì cô có thể cho Minh Quân cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình được biết cụ thể bệnh lupus ban đỏ là gì được không ạ? Vâng ạ, lupus ban đỏ hệ thống là bệnh lý của mô liên kết có tổn thương nhiều cơ quan do hệ thống miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, đặc trưng bởi sự có mặt của kháng thể kháng nhân và nhiều tự kháng thể khác. Các cơ quan thường bị tổn thương bao gồm khớp, da, thận, tế bào máu, tim, phổi, thần kinh, vân vân. Trong quá trình phát triển bệnh này thì rất khó đoán trước. Bệnh thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn ở gấp 9 lần ở đàn ông, đặc biệt đó là ở lứa tuổi 15 đến 50 và phổ biến hơn ở những người không có nguồn gốc ở châu Âu. À, vâng, vậy thì cụ thể hơn nữa là cái nguyên nhân gây ra căn bệnh lupus ban đỏ này là gì ạ, thưa cô? Vâng ạ, về nguyên nhân thì cho đến nay nguyên nhân gây bệnh và cơ chế bệnh sinh chính xác của lupus ban đỏ hệ thống chưa được biết rõ. Cơ chế của bệnh sinh bệnh là một quá trình phức tạp với sự tham gia của nhiều yếu tố như là di truyền, miễn dịch thể dịch, miễn dịch tế bào và nhiều yếu tố môi trường khác. Vâng, vậy thì khi mà chúng ta mắc phải căn bệnh lupus ban đỏ thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng là như thế nào? Vâng ạ, triệu chứng và nguyên nhân, các triệu chứng trong lupus ban đỏ rất phong phú. Phải nói là rất phong phú, thường gặp nhất biểu hiện đó là ở xương khớp, biểu hiện ở da, tổn thương thận, giảm các tế bào máu, viêm thành mạc vân vân. Các triệu chứng thần kinh thì có vẻ hiếm gặp hơn. Đối với toàn thân thì có hiện tượng đó là sốt dai dẳng kéo dài, mệt mỏi, gầy sút. Với cơ xương khớp thì có thể đau hoặc viêm các khớp với biểu hiện tương tự như trong bệnh viêm khớp dạng thấp, song hiếm khi biến dạng khớp. Một số trường hợp có thể hoại tử xương, thường gặp đó là hoại tử mô mạch đầu trên xương đùi. Đối với da niêm mạc thì ban đỏ hình cánh bướm là biểu hiện thường gặp. Ban dạng đĩa thì gặp trong thể mạn tính, nhạy cảm với ánh sáng như là cháy, bỏng, sạm da hoặc khi tiếp xúc với ánh nắng. Loét niêm mạc miệng, niêm mạc rụng mũi, rụng tóc cũng là một biểu hiện thường thấy ở bệnh nhân lupus ban đỏ, viêm mao mạch dưới da vân vân. Máu và cơ quan tạo máu thì
Bệnh nhân thường gặp một số hiện tượng như là thiếu máu do viêm, thiếu máu huyết tán, chảy máu dưới da, bởi vì đó là tiểu cầu bị giảm, lách to, hạch to, vân vân. Đối với thần kinh tâm thần thì có biểu hiện như là rối loạn tâm thần, động kinh. Với hệ tuần hoàn và hô hấp thì chúng ta có thể thường gặp các triệu chứng tràn dịch màng tim, màng phổi, tăng động lực mạch, tăng áp lực động mạch phổi, viêm phổi kẽ. Các triệu chứng về tim gặp hiếm gặp như là viêm cơ tim, viêm nội mạc, hội chứng Raynaud, viêm tác động mạch, tĩnh mạch, vân vân. Với thận thì rất thường gặp hiện tượng đó là protein niệu, tế bào trụ niệu, hội chứng thận hư và viêm cầu thận. Gan và cổ chứa gan thì cổ trướng, rối loạn chức năng gan hiếm gặp hơn. Cuối cùng thì tôi muốn kể đến đó là mắt, giảm tiết nước mắt, viêm giác mạc, viêm kết mạc, viêm võng mạc là những căn bệnh thường gặp nhất, những biểu hiện thường gặp nhất ở bệnh nhân. Vâng, chúng ta có thể thấy là ở bệnh nhân mà gặp căn bệnh bị căn bệnh lupus ban đỏ thì nó có rất là nhiều những cái triệu chứng và nó thể hiện ở rất là nhiều những cái bộ phận trên cơ thể, phải không ạ? Vâng, và như cô cũng đã đề cập ở trên là những bệnh nhân mắc phải bệnh lupus ban đỏ thì sẽ gây giảm tuổi thọ và thậm chí là dẫn đến tử vong. Như vậy thì cô có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này cho Minh Quân cũng như là quý vị khán giả được không ạ? Vâng ạ, như tôi đã nói ở trên thì là bệnh này có nguy cơ làm giảm tuổi thọ của con người và nặng hơn có thể gây tử vong. Tỷ lệ cứu chữa được trước đây còn thấp, cho thấy được mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Tuy nhiên là khi y học phát triển như hiện nay thì chúng ta đã có thể kéo dài được tuổi thọ của những người bị bệnh. Tùy thuộc vào mức độ bệnh và đáp ứng với điều trị bệnh như thế nào thì bệnh thường được diễn biến với các đợt tiến triển trên nền mạn tính. Khoảng 20% số bệnh nhân có thời gian lưu bệnh trung bình 5 năm. Một số trường hợp có thể thời gian lưu bệnh lên đến là hàng chục năm. Vâng, và qua câu trả lời vừa rồi thì có thể thấy được bệnh lupus ban đỏ là một cái bệnh nó có một cái diễn biến rất là lâu dài và cũng như là đây là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Hiện tại thì trên màn hình tương tác của Minh Quân đã hiện lên những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và Minh Quân xin được đọc câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Nguyễn Nhật Khánh Nam. Bạn ấy đặt câu hỏi là lupus ban đỏ dạng đĩa có thể phát triển thành lupus ban đỏ hệ thống không? Vâng ạ, đối với câu hỏi của bạn Khánh Nam thì tôi xin trả lời như sau. Lupus ban đỏ dạng đĩa là bệnh da nhạy cảm với ánh sáng, teo da, sẹo, diễn biến mạn tính. Bệnh có thể xuất hiện ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống và một số bệnh nhân. 5% bệnh nhân lupus ban đỏ dạng đĩa tiến triển thành lupus ban đỏ hệ thống. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi của cô. Và câu hỏi tiếp theo mà Minh Quân vừa nhận được đó là vậy thì làm sao để điều trị được bệnh này ạ? Và câu hỏi này đến từ bạn Trịnh Thu Thảo. Xin mời cô giải đáp. Cảm ơn câu hỏi của bạn Trịnh Thu Thảo. Lupus ban đỏ hệ thống không thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát được nếu điều trị đúng. Mục đích chính của việc điều trị này là nhằm giảm thiểu các triệu chứng và hạn chế các tổn thương nội tạng. Điều trị theo bác sĩ chuyên khoa chính là cái điều mà tôi muốn nói nhất với bạn. Vâng, và hy vọng là bạn Trịnh Thu Thảo của chúng ta đã có được những cái thông tin cần thiết. Và tiếp theo nữa là câu hỏi đến từ bạn Anh Trâm. Bạn ấy đặt câu hỏi cho cô là làm thế nào để phòng tránh được căn bệnh này? Và Minh Quân nghĩ là đây là một cái câu hỏi chắc là được rất là nhiều những cái bạn chúng ta quan tâm. Làm sao phòng tránh được căn bệnh lupus ban đỏ? Dạ vâng ạ, biện pháp phòng tránh đúng không ạ? Vì bệnh lupus ban đỏ chưa được hiểu rõ thế nên là cũng chưa thể phòng ngừa được. Có thể từ một vài nguyên nhân gây bệnh mà đưa ra biện pháp phòng tránh phù hợp cũng có thể giảm thiểu tác hại, tăng cường chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bằng cách đó là ngăn ngừa những đợt phát bệnh. Tuy nhiên là tôi muốn đưa ra một số biện pháp như sau. Thứ nhất đó là tránh tiếp xúc với tia cực tím như là ánh nắng mặt trời, sử dụng kem chống nắng, hạn chế ra ngoài khi trời nắng, mặc quần áo dài, đội mũ che mặt khi ra ngoài trời nắng, tránh các hoạt động thể lực và tập luyện nặng, chế độ ăn và giảm mỡ động vật, tăng thức ăn giàu mỡ cá, không hút thuốc lá, không nên bổ sung canxi, vitamin, folate, phòng tránh các nhiễm khuẩn như là có các biện pháp vệ sinh chung trong sinh hoạt hàng ngày, xem xét tiêm vaccine phòng cúm và viêm phổi, tham khảo từ các bác sĩ chuyên khoa và nghe tư vấn từ những người đã mắc bệnh lupus ban đỏ trước đó cũng là một biện pháp mà tôi khuyên các bạn nên sử dụng. Và tôi xin được đưa ra một số dấu hiệu cảnh báo của một cơn phát bệnh sắp xảy ra, có thể là mệt mỏi, đau, phát ban, sốt, đau bụng, đau đầu và chóng mặt. Nếu sớm nhận ra các dấu hiệu cảnh báo này và thường xuyên liên lạc với bác sĩ chuyên gia thì bệnh nhân có thể chủ động hơn và
ít đau hơn và giảm số lần đi bệnh viện. Và xin được cảm ơn những thông tin rất là hữu ích vừa rồi của cô. Và Minh Quân xin được phép chuyển đến một câu hỏi tiếp theo. Minh Quân nghĩ là câu hỏi này thì cũng được rất là nhiều những bạn đang quan tâm, và nhất là những phụ nữ có thai. Đến từ bạn là Trần Thanh Vi, bạn ấy hỏi là khi phụ nữ có thai thì bệnh lupus sẽ có những biến chứng gì ạ? Vâng, xin mời cô giải đáp giúp cho bạn Trần Thanh Vi ạ. Vâng ạ, đối với phụ nữ có thai thì mặc dù đa số các bà mẹ mắc lupus ban đỏ hệ thống thường sinh con khỏe mạnh, tuy nhiên những bà mẹ bị bệnh này khi mang thai thì nên tiếp tục theo dõi điều trị cho đến lúc sinh. Bởi vì lupus bẩm sinh rất hiếm, nhưng nếu xác định được những trường hợp mang thai có nguy cơ cao thì có thể có các biện pháp điều trị và can thiệp trước và sau khi sinh. Những phụ nữ mang thai có kháng thể anti-ro hoặc là anti-la thường nên làm siêu âm tim trong khoảng tuần thứ 16 đến 30 để theo dõi tim và hệ thống mạch máu xung quanh. Các biện pháp kiểm soát sinh sản và tránh thai thường được chỉ định cho phụ nữ mắc bệnh này, bởi vì là mang thai trong giai đoạn bệnh đang phát có thể rất nguy hiểm. Viêm cầu thận lupus là biến chứng phổ biến nhất. Tỷ lệ trẻ sống khi sinh là khoảng 72,7%. Nguyên nhân phổ biến gây sảy thai đó là hư thai và chết thai lưu. Tác hại trong thai sản nhiều hơn khi bệnh nhân có các cơn phát bệnh trong khi mang thai. Bệnh nhân mắc bệnh lupus ban đỏ nên bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh để có thể có cách điều trị và phòng ngừa tốt nhất. Để không bị mắc bệnh hay là tái phát bệnh lupus ban đỏ nhanh hơn thì các bạn cần lưu ý những điều mà tôi vừa nói trên đây. Vâng, và xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi của cô. Và qua những thông tin mà cô vừa mới cung cấp thì những bệnh nhân mắc bệnh lupus ban đỏ, đặc biệt là những phụ nữ đang có thai, chúng ta phải lưu ý, phải liên tục thăm khám cũng như là điều trị dứt điểm bệnh lupus ban đỏ. Và tiếp theo nữa là một câu hỏi đến từ bạn Thanh Hoa. Bạn có một cái câu hỏi cũng khá là cụ thể như sau là: em năm nay 25 tuổi, có tiền sử bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Em cũng đã lập gia đình được một thời gian và đang mong có con. Xin hỏi là bệnh lupus ban đỏ có sinh con được hay không? Em bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống thì trong quá trình mang thai có gặp bất lợi gì hay không? Vâng, lại là một cái câu hỏi liên quan đến thai phụ. Vâng ạ. Bạn Thanh Hoa năm nay 25 tuổi và đã từng mắc bệnh lupus ban đỏ đúng không ạ? Bệnh lupus ban đỏ hệ thống là bệnh viêm mạn tính ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể. Vâng, và cũng như là cô đã chia sẻ bên trên là tỷ lệ phụ nữ mắc lupus ban đỏ thì cao gấp 9 lần ở nam giới phải không ạ? Cho nên là các chị em phụ nữ của chúng ta thường rất là quan tâm cũng như là lo lắng khi mà nhắc đến căn bệnh này. Và đặc biệt hơn nữa là quan tâm khi mà việc mắc bệnh sẽ ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ của người phụ nữ phải không ạ? Và cũng như cô vừa đề cập đến ở trên thì căn bệnh sẽ gây ra những cái biến chứng cũng như là ảnh hưởng tới thai nhi nếu mà người phụ nữ mang thai, nhưng mà cũng không hẳn là 100% những người phụ nữ mang thai thì khi mà mắc lupus ban đỏ thì nó sẽ có những cái gây tổn hại cho bé. Và đã từng có một cái câu chuyện về một người mẹ không may bị mắc phải lupus ban đỏ trong quá trình mang thai, và người mẹ đó đã vô cùng kiên cường chống chọi lại với bệnh tật, vượt qua giai đoạn hình thành em bé, mới bắt đầu tiếp nhận điều trị, và kết quả là mẹ tròn con vuông, bé đã chào đời khỏe mạnh cũng như là sức khỏe của bà mẹ cũng đã dần ổn định hơn. Và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cũng như là xin mời cô Đặng Thị Diệu của chúng ta theo dõi một bộ ảnh do người chồng thực hiện trong suốt quá trình mang thai cũng như là khi mà người mẹ chống chọi lại với căn bệnh lupus ban đỏ, kiên cường để thấu hiểu và có những niềm tin hơn với những người không may đã mắc phải căn bệnh này. Ngày 10 tháng 1 năm 2016 là ngày ba mẹ không thể nào quên được. Đó là ngày ba mẹ nhận được tin có một thiên thần nhỏ đang hình thành trong bụng mẹ. Khi con được 4 tuần, cảm giác lúc đó vừa lạ lẫm, vừa ngỡ ngàng, rồi sau đó là ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu thì ba mẹ được bác sĩ thông báo mẹ con mắc phải căn bệnh lupus, một căn bệnh sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng sống của mẹ con và quá trình hình thành của con. Căn bệnh thật quái ác, chỉ vài tuần sau đó, cơ thể mẹ con hoàn toàn biến đổi, mặt mẹ con bắt đầu nổi đỏ, tay và chân xuất hiện những vết nứt. Ba mẹ bắt đầu hoảng sợ khi nghe bác sĩ chuyên khoa lupus giải thích về căn bệnh sắp tới có thể sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của mẹ con. Nếu mẹ không chấm dứt thai kỳ để điều trị kịp thời, thì căn bệnh có thể sẽ tàn phá đến các cơ quan nội tạng. Ba như chết lặng đi khi bác sĩ bảo mẹ quyết định có nên tiến hành điều trị ngay lập tức hay không. Nhưng mẹ con vẫn bình tĩnh và vui vẻ trả lời với bác sĩ rằng mẹ sẽ tiếp tục thai kỳ. Mẹ con chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là sinh con ra được khỏe mạnh.
Đúng như lời bác sĩ tiên đoán, bệnh của mẹ con bắt đầu trở nặng, khắp người sưng tấy và những sự đau đớn bắt đầu hành hạ mẹ con. Cứ mỗi đêm đến lại là một cực hình của mẹ con. Đêm nào mẹ con cũng không ngủ được vì những vết thương cứ rạn nứt và chảy máu mãi. Thế nhưng mẹ con vẫn cứ giả bộ nằm xuống ngủ vì mẹ con không muốn ba phải thức đêm để ba còn có sức đi làm. Nhưng sau khi ba ngủ rồi, mẹ con lại phải ngồi cả đêm vì vết thương ở lưng làm mẹ đau đớn không thể nào nằm được. Mẹ con bắt đầu không đi lại được, không thể tự cầm nắm vật được và phải nằm vật trên giường suốt hơn 2 tuần lễ. Vậy mà mẹ con lúc nào cũng lạc quan, cũng mỉm cười với ba vì mẹ tin rằng khi mang thai, mẹ phải thật tươi thì lúc sinh ra con mới được vui vẻ. Lúc nào mẹ con cũng giả bộ làm ra vẻ không đau, nhưng ba biết mẹ con đau đớn kinh khủng lắm. Có những lần ba tình cờ nhìn thấy mẹ con bỏ bữa cơm để vào phòng lén khóc một mình vì quá đau. Khi con được gần 5 tháng, trong một lần khám thai định kỳ, mẹ con đã ngất xỉu ngay trong phòng lấy máu vì thiếu sức. Bác sĩ đã chuyển gấp mẹ con vào phòng cấp cứu và mẹ con đã phải nhập viện để bắt đầu điều trị căn bệnh lupus. Cũng may mắn, các bác sĩ bảo rằng con đã qua giai đoạn hình thành nên việc điều trị sẽ rất ít ảnh hưởng đến con. Mỗi 12 tiếng trong bệnh viện, rất nhiều ống máu của mẹ con lại bị lấy đi để xét nghiệm. Thấy mẹ không ăn uống được mà cứ phải bị rút máu, ba thật sự cảm thấy hoàn toàn bất lực và xót xa cho mẹ con. Sau gần 2 tuần, mẹ con cũng đã được xuất viện về nhà và bắt đầu hồi phục. Nhưng lúc này, tóc mẹ bắt đầu rụng một cách kinh khủng. Rồi căn bệnh lupus cũng bắt đầu được kiểm soát. Nhưng trả giá lại, mỗi ngày mẹ con phải uống cả chục viên thuốc các loại. Nhưng mỗi lần uống thuốc, mẹ con đều hỏi lại với ba là: "Uống thuốc này bác sĩ nói không ảnh hưởng đến baby phải không anh?" Mỗi lần như vậy ba cảm thấy quặn lòng và rồi gật đầu cho mẹ yên tâm uống. Sau mấy tháng trời điều trị, sức khỏe của mẹ con đã được hồi phục hoàn toàn. Bệnh khỏi nhưng trên người mẹ lại bắt đầu xuất hiện những vết sẹo. Theo bác sĩ thì những vết sẹo đó có thể sẽ tồn tại một thời gian dài trên cơ thể mẹ con. Hết đau bệnh thì tiếp tục mẹ con lại phải gánh chịu những cơn đau lưng dài dẳng khi càng ngày cân nặng của con càng tăng và đè lên cột sống của mẹ con. Đến gần 1 giờ trưa ngày 4 tháng 9, sau 30 tiếng đồng hồ chờ đợi trong bệnh viện, thì Liam của ba đã cất tiếng khóc chào đời. Khi được bế con trên tay, ôm con vào lòng, cảm giác đó thật sự thiêng liêng và ấm cúng. Mang con 9 tháng 10 ngày, bao nhiêu vất vả hôm nay đã tròn. Tương lai của mẹ là con, dưỡng con khôn lớn, héo mòn tuổi xuân. Con ơi hãy nhớ trong lòng, công cha nghĩa mẹ chẳng đong vơi đầy. Mai này con lớn dựng xây, xin con sẽ biết công thầy mẹ cha. Vâng, và xin được tiếp tục với phần giải đáp tư vấn trực tuyến của chúng ta. Thì tiếp theo nữa là một câu hỏi đến từ bạn Ngọc Linh. Bạn ấy hỏi là người bị lupus ban đỏ thì nên và không nên ăn những gì? Vâng ạ, về chế độ mà ăn uống là câu hỏi của bạn Ngọc Linh muốn chia sẻ đúng không ạ? Đối với những người bị lupus ban đỏ, thói quen ăn uống không phù hợp có thể có những triệu chứng ngày càng trầm trọng hơn. Chính vì vậy, người bệnh cần thay đổi chế độ ăn uống để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của căn bệnh này. Tôi xin lưu ý người bệnh lupus ban đỏ không nên ăn nhiều chất béo, như là đồ chiên rán, thức ăn nhanh, đồ làm từ bơ, dầu là những loại thực phẩm giàu chất béo không tốt cho những người bị lupus ban đỏ. Ăn quá nhiều loại thực phẩm này sẽ làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và đái tháo đường. Bên cạnh đó thì chất caffeine, những người bị lupus ban đỏ nên loại bỏ những đồ uống chứa nhiều caffeine như là cà phê, trà, đồ uống có ga, nước tăng lực vân vân ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày của họ. Nguyên nhân bởi vì là những loại đồ uống này sẽ làm cơ thể giảm hấp thụ sắt, trong khi sắt lại là khoáng chất giúp cơ thể ngăn ngừa thiếu máu, một biến chứng thường gặp của bệnh lupus ban đỏ. Với muối thì bệnh nhân lupus ban đỏ cần cắt giảm ngay lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày để tránh nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Tiếp theo đó là rượu. Rượu có thể phản ứng với thuốc mà bệnh nhân đang dùng, gây ra những biến chứng nguy hiểm như là chảy máu, loét dạ dày. Đồng thời rượu cũng làm giảm hiệu quả của các loại thuốc điều trị bệnh. Tiếp theo đó là rượu. Rượu có thể phản ứng với thuốc mà bệnh nhân đang dùng, gây ra những biến chứng nguy hiểm như là chảy máu, loét dạ dày. Đồng thời rượu cũng làm giảm hiệu quả của các loại thuốc điều trị bệnh.
Người bệnh lupus ban đỏ nên ăn những loại thực phẩm sau. Thứ nhất, đó là rau xanh và trái cây là nguồn thực phẩm cung cấp tuyệt vời các vitamin như là các vitamin, khoáng chất, chất xơ rất tốt cho bệnh nhân lupus ban đỏ. Thứ hai, đó là thực phẩm giàu canxi và vitamin D. Một số loại thuốc giúp điều trị lupus ban đỏ có thể làm tăng nguy cơ loãng xương. Chính vì vậy thì người bệnh cần bổ sung vào các chế độ ăn loại thực phẩm chứa nhiều canxi và vitamin D như là sữa, phô mai, sữa chua vân vân để ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, giúp xương chắc khỏe. Ngũ cốc nguyên hạt và lúa mì là thực phẩm tiếp theo tôi muốn lưu ý với các bạn. Các loại ngũ cốc và lúa mì là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, giúp ngăn ngừa táo bón, làm giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Những thực phẩm giàu protein, ít béo như là cá, thịt gà, đậu. Đây là những loại thực phẩm giàu protein và ít béo. Ngoài ra thì ăn cá hồi, cá ngừ sẽ giúp trái tim chúng ta khỏe mạnh hơn nhờ những hàm lượng dầu omega dồi dào. Với cuối cùng của chúng ta thì nước. Đối với bệnh nhân lupus ban đỏ, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng tới các cơ quan nội tạng như là tràn dịch màng tim, viêm phổi, viêm cầu thận vân vân. Chính vì vậy thì người bệnh nên áp dụng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, tránh căng thẳng, giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó thì người bệnh lupus ban đỏ nên áp dụng phương pháp điều trị kịp thời theo hướng dẫn của bác sĩ, dùng thuốc đều đặn, không bỏ dở thuốc giữa chừng. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi của cô và hy vọng là với những thông tin mà cô vừa mới cung cấp thì bạn khán giả của chúng ta đã có được những cái trong tay của mình những cái lưu ý cần thiết cũng như là những cái thực phẩm sẽ giúp hỗ trợ tốt hơn cho quá trình điều trị lupus ban đỏ của mình. Và chuyển tiếp đến một câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Nam. Bạn ấy hỏi là em nghe nói thuốc đông y có tác dụng chữa được bệnh lupus ban đỏ thì không biết là thông tin này có đúng không ạ? Vâng ạ, có nhiều bệnh nhân tìm đến thuốc đông y khi mắc bệnh lupus ban đỏ. Và tôi xin không nói về tác dụng của thuốc đông y là có thể chữa được hay không. Nhưng tôi xin lưu ý rằng đã có rất nhiều trường hợp phải nhập viện bởi vì tự ý cắt thuốc bắp và uống vì bị dị ứng. Bản thân thuốc đông y thì không gây ra dị ứng, nhưng những chất bảo quản thuốc đông y lại gây ra điều này. Dị ứng thuốc đông y có nhiều mức độ khác nhau. Nhẹ nhất đó là nổi mề đay, nặng hơn là viêm gan dị ứng. Cấp độ cao hơn nữa thì có thể gây ra hồng ban đa dạng, các tổn thương da có hình bia bắn, ngứa, đau có thể nặng hơn, gây ra vùng tổn thương hai vùng niêm mạc. Mức độ nặng hơn nữa thì có thể bị hội chứng Stevens-Johnson, tổng tổn thương chủ yếu ở niêm mạc và tổn thương chính đó là các bọng nước ở niêm mạc các hốc tự nhiên như niêm mạc miệng, mắt, bộ phận sinh dục. Và nguy cơ và nguy hiểm nhất của chúng ta đó là hội chứng Leo, tổn đó là toàn da bỏng nước, bong da, sốt. 50% bệnh nhân tử vong do mắc hội chứng này. Thực ra thì khi điều trị bằng thuốc Tây y cũng có thể là có những tác dụng phụ nếu không được điều trị đúng và nếu tự ý ngừng thuốc. Vì thế là tôi khuyên các bạn nên theo sự chỉ định của bác sĩ thật nghiêm ngặt, không nên tự ý điều trị và tự ý tìm mua thuốc đông y về uống. Vâng, và bạn khán giả của chúng ta cũng lưu ý là nếu mà bạn đang điều trị lupus ban đỏ bằng thuốc đông y thì mà nếu mà tự ý ngắt thuốc thì bạn cũng nên cân nhắc đến việc là bạn sẽ bị dị ứng với một số thành phần của thuốc đông y. Và bạn nên, cũng như là cô vừa chia sẻ, là bạn nên tuân thủ theo quá trình điều trị nghiêm ngặt của bác sĩ và không nên tự ý tìm mua các thuốc đông y về uống. Và câu hỏi vừa rồi thì cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình tư vấn trực tuyến về bệnh lupus ban đỏ ngày hôm nay của chúng ta. Và rất cảm ơn cô Đặng Thị Diệu đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia chương trình. Và xin mời cô hãy gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Cảm ơn bạn MC và các câu hỏi của các bạn khán giả. Rất là hân hạnh cho tôi khi được đến tham gia chương trình. Chúc các khán giả của chúng ta có một sức khỏe thật là tốt. Vâng, và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi, sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là một trong số ít các ngôi trường cao đẳng đi đầu trong công tác đào tạo dược sĩ cao đẳng hệ chính quy trên cả nước. Với phương châm đào tạo chất lượng được đặt lên hàng đầu, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur luôn lấy chất lượng đầu ra và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường là thước đo đào tạo. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã có 2 cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2017, trường mở rộng quy mô đào tạo ra nhiều tỉnh thành trên cả nước như Yên Bái hay là Đắk Lắk.